Cuối cùng, một hành trình qua Hàn Quốc là một bức tranh của trải nghiệm, từ sự quyến rũ cổ điển của cung điện và đền thờ đến năng lượng đập đến kinh ngạc của các thành phố hiện đại, với lịch sử phong phú, cảnh đẹp đa dạng và sự nồng hậu của người Hàn Quốc. Hàn Quốc mời gọi du khách khám phá một điểm đến nơi truyền thống và đổi mới, hòa quyện hài hòa, và gói vali hãy gói vali và bắt đầu hành trình để khám phá những viên ngọc ẩn sau và sự hấp dẫn cuốn hút của bán đảo Triều Tiên. Để cuối phong một hành trình qua Hàn Quốc là một phức trận qua trải nghiệm từ sự quản trừ cô diễn cung diễn và cung diễn cô diễn và cung diễn và tên tổ tên nắng luôn đặt tăng kinh nhắc của các tạm phố hành đệ của lịch sử phong phú ăn đẹp tà giáng tà giáng bà sư nóng hao của ngôi Hàn Quốc mời gọi du khách cảm và một chiếm trên nội truyền tung và tôi mô hoa quên hai hoa hai vôi và tao hành trình để khám phá những viên nốt ăn sao và xuất khắp dân phương hợp và văn tàu chư trên Này. Hàn Quốc gửi dự kéo Này. mà mù đi đồ Hàn Quốc thông an nhờ cho ngân phương trần qua sở sở với phối hoàn bụt thọ đơn 심장 박동까지 다양한 경험의 테이프 스트리입니다. 이상이에요, 이것도. 테이프 스트리입니다. 다양한 경험의 이건 이상해서 그냥 다양한 경험입니다 할게요. 풍부한 역사, 다양한 지형 및 따뜻한 환대로 한국은 여행자들에게 전통과 혁신이 조화롭게 공존하는 목적지를 탐험하도록 초대합니다. 가방을 싸고 한반도의 숨겨진 곳과 매혹적인 매력을 발견하기 위한 여행을 떠나보세요. 네, 읽어주세요. 네. 마루리로 한국군 통한 여자은 국궁 정과 전에서의 고요함부터 현대 도시의 심장 박동까지 다양한 경험입니다. 풍부한 역사, 다양한 지형 및 tức hành hoàng tê rô hàng quốc gần nhỏ hèn cha tân ê kê chọn thông qua chóc si kỳ cho hoa rầm kê công công chọn hà nơn một chóc chi rừng hàm hôm hà tô róc cho tê hàm nê tàu cà bàn ơn sa cô hàng bàn tôi e xong kéo trình bộ chóc qua mê hức chóc kinh mê rớt cơn bàn kéo hà kỳ về hàn gió hèn ơn ta na bô xê yô.네, 팀들 한번 볼게요. 꾸이 꿍 하면 끝으로 이런 뜻이죠. 꾸이 꿍. 꾸이 끝. 땅빙 마지막으로 마지막 꾸이 꿍. 꾸이 꿍. 마지막 마무리로 영찬 쇼핑 끝으로 꾸이 꿍. 마루리로 네. 모 한진 뭐 한진 뭐예요? 한든
여정 여행, 여행. 여행 여행 주립 안진 유리. 와 한국을 통해서 라모 뭐 복찬 뭐예요? 그림, 그림, 그림. 아, 그 그림 꿈에 아, 뭐 복찬 와 자인엽 경험 경험, 경험. 오케이 자인엽 두에서부터 수퀸 축 수퀸 Quyến rũ.예 수퀸 Mê rock chocking, mê rock.아 수퀸 주코진 주코진 옛날 고전 고전 고 옛날에 이. 고이고고이 고딩 그 다음에 궁전 궁전 궁궐 궁전 궁 궁궐 궁딩 네네 그 다음에 렌또설 이거 또 절이죠 절 절에서 또 렌낭 좀 렌낭 좀 룽답 답당 빈약 렌낭 뭐예요 렌낭 Đấy, năng lượng đến năng아 lượng. lãng lớn muốn tôi sẽ lãng lớn Năng lượng. Energy. à energy năng lượng à tôi muốn tập tập tăng Đang. Năng lượng đập. Thêm thêm nè tăng kinh kinh ngạc kinh nhạc kinh ngạc Vô Noraun à nó là un kinh nhạc và các tam phố hiện đại hiện đại Yon tệ của sư đệ nó là un energy를 경험해 보세요 뭐 일익수 그리고 풍부 역사, 역사. 풍부한 역사로 공부. 역사를 가지고 간대 경치. 아름다운 것 경치 다양한 경치 간대 다양 다장 다양. 다양한 경치와 수 다양. 노하우 Ta tích hà ta. nông no, 따뜻한 Ta tích hà. và ngôi Hàn Quốc à từ한국 사람들의 따뜻함 한국인들의 따뜻함 환영하는 거 한국 모이 코이 유카 한국 모이 코이 유카 그 관광객은 한국의 관광객의 새로운 한국을 간파 경험하다, 탐험하다. 뭐, 잼된, 그러니까 잼된 나왔던 것 같은데. 잼된. Điểm đến tôi chắc chí도착지, 목적지. 목적지 nói chuyện đi đường chuyện trong thông trong thông truyền thông cái này tôi mời thắc xin hòa quen hài hòa tôi mời hòa quen đổi tôi mời mới hòa quen cô cho sư tả nè nè khoa view tròn
Pyeongchang. Pigeon. Hai khoa nhưng bởi hai khoa. Hay quá. Chô hoa. À, chỗ khoa. Ok. Và mê, hai khối. Thì chuẩn bị sang làm để quản lý. Hai khối. Hai khối nhưng bởi hai Gió hèn ca ban. khoa. Hai khối. Và bắt bắt đầu sắp khát à. Giờ anh ấy Chắc sắp khát à. gió Hàn hèn. chung, giờ anh ấy sắp khát à. Để cảm pha. Lộ, lộ bộ ta. Những biến nộp. Ban con hả ta? À, phải ra là ta, cảm pha. Những biến, biến nộp. Bố sổ. Ăn, ăn. Bà xin mừng. À ăn. Ừ, xong. Ăn sau, với nộp ăn sau. Ăn. Nó ăn sao? Nó, nó. Ăn sao ti e som co chinh. Tuyệt. Sao, sao, ok. Xúc khắp chân cùng. Xúc khắp. Mê rốc chóc. À, mấy đọc phần. Chân cuốn. Cuốn hút. Ok, phung đoàn, chân cuốn. Văn tàu chuyên chuyên chen bản đồ nên bản đồ Hàn Quốc bản đồ Ban tô chu chen bởi chu chen tiên bút hàng. Bút hàng Nam Hàng. ok Nam Bộ chuyên chen ok thiên Hàn Bộ kiểu Go aka koi ko koi kok koi kok mamuri. Mamu Anh Mamu Google công an nhớ chọn hành trình nhớ chọn Vito hành trình nhớ chọn công dân hành công kiến tổ hành Boyohada alger joyohada Boyohada chú Cô,조용하다 TNB 뭐예요? 조 조용 im lặng. Yên lặng, ok. Hiện tại doshi simjang bakdong, doshi tanpo, hiện tại. Simjang bakdong, 이거 뭐냐면 생동감 있는 예요. 생동감 있는 쌍동. 또는 Sống뭐 động à,살아 sống động.있는 그런 의미 경험 뭐죠 경험 다창 Được,진진 khám phá아 간판은 둘러보다고 trải경험 nghiệm경험하다 kinh nghiệm아 등님 등님 풍부 릭소 풍부 còn sẽ phong아 phú.지형 이거 지형은 이거 뭐냐면 다양한 Địa hình.땅 모양이 땅 모양 땅 모양 이 따뜻한 땅 환대 모양. 이거 아까 나왔던 것 중에서 환영 환대 따뜻한 농농뉴 한국 농 농하우 우와 노이 한국 Hoàng수농하우 우와 노이 한국 à.이거 환대가 환영하다 Hoàng tê.한국은 한국 모코이 주카크 여행자들에게 전통, 전통, 혁신, 비건 혁신, học sinh뭐, đổi mới도이모이 혁신, 도이모이 혁신.
Oxy스페인이 Oxy 조화롭게 공존하는 또 뭐의 화권 뭐화 권 발화 목적지 젠덴 젠덴 탐험 담포 깜파 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 오케이 그 정도로 하고 그리고 우리 그 듣기 훈련을 한번 해봐요. 특히 일단 근 블록근 회관 네. 이야기를 탄이 이야기를 베트남어로 베트남어로 하면 내가 들어볼게요. 하면 내가 들어본 자, 일단 내가 게요. 이야기 주제를 정해볼게요. 판이 꽝아이 소개해 보세요. 네, 그럼 내가 이거 들을게요. 짧게. 게임 배수로. 제거하는 소개해 보세요. 꽝아이. 그냥 간단하게. 게임 배수로. 그럼 내가 들어볼게요. 외흥. 딴 외흥. 네. 리슨 또 있어요. 아, 리슨 킹벳. 아 홍콩. Quảng Ngãi là một thành phố nhỏ nằm ở trung tâm miền Trung của Việt Nam. Tại Quảng Ngãi thì có những đặc sản như nổi tiếng như là tỏi Lý Sơn và kẹo mạch nha. Ở đây hầu như mọi người thì đều làm về nông nghiệp và đánh bắt cá. Ở Quảng Ngãi thì tiếng Việt có giọng hơi nặng hơn với các vùng miền khác. Vì thế, người dân ở đây thường nói chậm để cho mọi người dễ hiểu. Và khi thường tốt nghiệp cấp 3 thì mọi người đều đi xa xứ, thường đi vào Hồ Chí Minh để học. Ở đây mọi người làm việc rất là chăm chỉ để ba mẹ thì làm việc rất chăm chỉ để mong muốn con cái của mình học thật tốt để sau này đổi đời. Tức là kiểu như là bố mẹ rất là cực khổ nhưng để mong muốn cho đứa con của mình học giỏi, vì nghĩ là học giỏi thì cuộc sống với tương lai nó mới đổi thay, chỉ có con đường học thôi. Nên mọi người, những đứa con rất là cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ.네네네. 내가 뒤에는 잘못 알아들었어. 일단 그 알아들은 거 얘기할게요. 꽝아이는 도시입니다. 꽝아이에는 리송 섬이 있습니다. 리셀 좀 있습니다. 그리고 꽝아이는 중부 지방에 있습니다. 중부지 반에 있습니다. 네. 그리고 그 날씨는 더워요. 너무 덥습니다. 네. 그리고 교통 호치민까지 이거 그잘 정확하게 몰라서 뭐라고 했어요? 호치민? 호치민 강북 Cô Tinh
Cô tên Hạt Kiều Chú Rúp Chú Rúp cô tên Hạt Kiều À, Hồ Hồ Ê à. Hạt Sen Tân Hồ Chí Minh Hồ Sen Tân Hồ Chí Minh Ca Chi Cầm đi ta. Hạt Tệ Tê Hạt Kiều Hồ Đâu cầm đi ta. Công Bu Ta đâu cầm đi ta. Công Bu Hạ Cô Khám Nhi Tạc À, à. Cô đơn học sinh trường. Số đồ. Cô ấy. Nè. Chiming à cái hạ gồ Hồ Chí Minh in cái hạ gồ Để học công kiểu bố hạ gồ anh như ta không không như là à 이거 한번 TNG 다시 얘기해 볼래요? 요 여기 한 번. 네네, 띵백. Tiếng Việt học sinh cấp 3 sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục vào Hồ Chí Minh để học đại học. À, ok. 네. 그 다음에는 못 알아들은 것 같아. 그 다음에는 한번더 얘기해볼래요? 다른, 지금, 이거 이후에, 싸우. 싸우 이후에. 후에 예, 후에 그 뭐라고 했어요? 그러니까 못 들었어요. 홍태 휴 홍태 휴 không thể hiểu그 뭐라고 다시 한번 아 노이 노이 라이 노이 라이 học sinh cấp 3 sau khi아, tốt그건 nghiệp알아요. 그건 알아. thì Hotel you. Sau Hongtae Baki and 그 이후에. sau khi이거 이후에. 이거 이 후에 một ara từ rồi sao 그거 얘기하고 다음 이야기 뭐예요? 다음. 이거 오케이. 그러면 아아 나 이해했어요? 어. 아오 cố gắng học tê học vô cố gắng học đại học thật tốt để sau này tìm được một công việc tốt vì nghĩ là chỉ có học mới thay đổi cuộc đời. 아, 공부엔 알겠어요, 공부엔. 대학 졸업 후 직장에 다닙니다. 가요. 네. 그 다음은. Vì nghĩ chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời.혹시 구글 이메일 있어요? 구글 이메일? 구글 이메일 구글. 네 그러면 여기 채팅에 한번 써줄래요? 채팅에. 네네 이메일. 그러면 이거 공유해서 한도 쓸 수가 있어요. 공부 만 하면 인생이 바뀔 수 아니. 있다고 아니. 생각합니다. 아, 오케이. 아, understand. 오케이. 이메일 좀 가르쳐 주세요. 아, 이메일. 아. 이메일 민엠챗 여기 이메일 한 이메일 네.
À. Email 라지 여기에 네. 아 잠깐만요. 네. 제 아, 오케이. 이메일입니다. 이것은 아, 알아요. 이메일. 잠깐만. 여기 쉐어에서 얘가 이거 자료 보낼 수 있어요. 네. 아, 이거 그 한번 그 이메일 확인해 보세요. 이메일 확인. 이메일 확인하면 이거 볼수 있어요? 파일? 이메일에 들어갔어요? 아직 없어요. 아직 안 왔어요? 네. 조금 시간 걸리나 봐. 그럼 이따가 조금 확인하고, 다시, 잠깐만요. 다시 하나 더 해볼게요. 더 간단하게. 내가 너무 길었어요. 아까는 너무 길어서 못 들었어요. 너무 길었어요. 너무 길었어요. 길었어요. 자이, 자이. 아, 아우, 자이, 자이. 야, 그래서 네. 짧게, 냥, 냥. 짧게, 오늘 날씨. 일본 날씨, 오늘 일본 날씨. 돼요? 저만 비행기. 좋아요. 아, thời tiết hôm nay thì như thế nào? 예. Hôm nay, 예. Thời tiết thế nào ở Nhật Bản? Thiên biệt. Thời tiết thì rất lạnh. Có nhiều nơi có tuyết rơi. Vì thế nếu lái xe thì phải chạy chậm và quan sát thật kỹ. Ok, 오늘은 추웠어요. 그리고 아침에 눈 왔어요? 눈이 왔어요. 아침에. 그리고 또 뭐가 있어요? Thường đi ra ngoài phải mặc 3 đến 4 áo. À, 옷, 세개 입었어요. 입었어요. 네. 오케이. 뭐, 오케이. 아, 그 다음에 또 주제. 오늘, 점심에 무엇을 먹었나요? 오늘, 엠마 나앙 주 라지 Hôm nay땡글 em chỉ ăn cơm cà ri tại cửa hàng tiện lợi.오늘 나는 하고 카레밥. 아 카레밥 네. 먹었어요. 점심에 카레밥이 카레가 뭐예요? 생뱃으로?
Cari.카리. 아, 그럼 나는 그럼 다시 한번 얘기해 주세요. 노이라이. 다시. 옴나이. Hôm nay em đã ăn cơm cà ri tại cửa hàng tiện lợi. Tại hãng cỡ lỗi. I건 뭐예요? Cửa lời Benry cà kê À, Benly식당이 cà kê Benly.카페 델리에서 식당에서 식단에서. 아, 야한. 오케이, 오케이. 아, 이해했어요. 한번 그 메일 한번 확인해 보세요. 갔는지. 도착했을 것 같은데. 이메일. 도착? 예, 이 메일 확인해 보세요. 있어요? 아직 없어요. 없어요? 이상하네. 왜? 나중에 한번 확인해봐요, 다시. 그쇼 했는데. 다시 한번 해볼게요. 네. 네. 이따가 다시 한번 확인해 볼게요. 오케이. 그러면 하나 더 할게요. 아, 이번에는 내가 해 볼게요. 한국어 듣는 거해 보세요. 나무 위에 새한 마리가 앉아 있어요. 나무 위에 새한 마리가 앉아 있어요. À, hai đi Amerika ba lần. Xin Hàn Bon. 나무 위에 한번새한 우. 마리가 앉아 있어요. 어려웠어요? 네, 아메리카. 앉아 있어요. 이 어려워요? 이제 세세 주세요. 아, 일단 뭐 들었어요? 들은 것만 얘기해 봐. 어려워요. 아, 들은 것만 얘기해 봐. 네. 오케이, 써줄게요. 너무 오케이. 나무 위에. 세 너무 세아아 불리간 세한 마리가 아. 나무 위에 새한 마리가 앉아 있어요. 한 나무라 까이? 까이 까이. 예. 위라 젠. 응 새한 마리 목곰찜. 먹은 찜 어린 까이 목곰찜 당 고이 젠 까이. 너무 에어 이에 세한 마리가 하나 있어요. 네. 팅 배수로 얘기해 주세요. Có một con chim ngồi trên cây. 오케이. 오모 아진 노이 젠 가이. 네. 너무 에 우에 하나 세. 더 하나만 더 해볼게요. 멀리서 강아지가 나에게로 달려와요. 멀리서 강아지가 나에게로 달려와요. 멀리서 강아지 강아지 멀리서 멀리서 강아지가 나에게로 달려와요. 우리서 아어 우리 우리서
cô dân y một cô dược. Ở đâu rồi? Một ly son càng a chi ca na e kê rô trâu Quản lý xa trâu xa à, khang a chi cho nhỏ cho cho nhỏ con, cho con. con cho nhỏ khang a chi cho nhỏ à, chạy đang chạy À, đang chạy à, đây một kì ri, một đây resort, kì một đây resort về thứ năm một xá xá à, xa chạy xa một một resort Kanachi ta Naekero Tarawayo. Alo, chạy. Người thiên được bao nhiêu hiểu? Xa Anh. Chân chê. Đi go. Bởi lý do, càng ai chí một gà, nai kê con chó nhỏ thì chạy xa tôi. rô thay lio vào. Con chó nhỏ chạy xa. Thôi. Chạy xa tôi. Ok. 이렇게 듣기 연습을, 이거 듣기는, 듣기 훈련은 중요해요. 특히 후렴은 중요해요. 네. 듣기 잘하면 말도 잘해요. 한도 한 해요. 짠 해요. 특히 한짠 하면 만도 짠 해요. 네. 오케이. 맞아요. 오케이. 오늘 여기까지 하고 또 공부해요. 네. 오케이. 땀삐에. 네. 네. 예, 안녕히 수고했어요. 계세요. 네. 네.